Thôi, Đông xin kính chào bà con nha. Bây giờ thì mời bà con cùng Tuấn cho con Hương ăn nha. Bây giờ thì bà con thấy đang chuẩn bị cho ăn bữa tối đấy. Bây giờ bà con nhìn này, nó cứ nhao nhao với nhau lên này. Con nào cũng đòi ăn nhé. Đó. Thì bữa ăn hôm nay á là Tuấn cho ăn cá chê sống. Rất là khoái con cái cá chê này. Thì trong quá trình mà chúng ta cho ăn sống như này ấy, là nó rất là khỏe. Đó, con tròn hương nó thích ăn cá sống lắm. Thì cái một cái lưu ý đấy là khi mà chúng ta ăn, cho ăn sống như vậy ấy, đồng nghĩa với việc là nó cũng sẽ có nhiều cái ký sinh trùng và giun sán. Chính vì như vậy cho nên là một năm á, là bà con nhớ là chúng ta phải định thì phải giun sán cho nó nhé. Một năm ấy, là ở đây á, Tuấn sẽ phải giun sán cho Trọng Thương là 3 lần đó. Thì nhiều khi chia sẻ video đó, bà con nói là trộn tôi đã cho uống thuốc cải giun rồi mà sao con trộn nó hay bị hiện tượng rụng lông. Thì thực ra như này, bà con phải phân biệt đó, là con giun khác nha, con sán khác nha. Con giun là nó ký sinh ở trong đường ruột đó, thế còn con sán thì nó ký sinh da thịt đó, nó di chuyển đường máu, mà chúng ta thấy là gì, ký sinh trùng nó rất là nguy hiểm, nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình sinh trưởng và phát triển của tổn thương. Nhiều khi nó nhiễm giun sán nặng á, thì con tổn thương cũng sẽ chậm lớn này đó. Rồi cái lông của nó cũng rụng, rồi nó xả mâu ngứa, chính vì nhiễm giun sán nhiều ấy, cho nên là nó sẽ bị những hiện tượng như ghẻ lở này. Rồi cuối cùng là sinh ra những cái bệnh ngoài da đó. Rồi có những con mà nó nhiễm sán nhiều quá đó, thì nó sẽ còi cọc phát triển chậm lắm. Thế thì ở đây bà con thấy là gì, khi mà chúng ta điều trị giun thì nó dễ này, sử dụng các loại thuốc hiện có trên thị trường thì chúng ta điều trị được. Thế còn đối với sán là chúng ta phải sử dụng cái thuốc để tiêm nó nha. Thời gian điều trị nó cũng phải cỡ khoảng 2 đến 3 tuần chứ không phải là một viên thuốc tẩy giun là chúng ta điều trị cả giun cả sán đâu, không phải như vậy. Đó. Thì nó con sán ấy, thì nó sẽ sống ở trong đường máu. Đó, chính vì như vậy cho nên là cái con, nếu như con trộn mẹ ấy nhá, mà nó bị nhiễm giun sán nặng ấy, thì trong quá trình mang bầu ấy, nó sẽ lây sang cái con đó, thông qua cái đường máu. Chính vì như vậy cho nên là nhiều khi chúng ta nuôi, chúng ta phải lưu ý cái chuyện con trộn con, mặc dù là nó còn bú mẹ nhưng mà nhiều khả năng nó sẽ nhiễm sán đó, phát triển chậm. Chúng ta phải lưu ý này, sán thì nó di chuyển bằng đường máu, cái ấu trùng sán ấy, nó di chuyển bằng đường máu đó. Thì trong quá trình là con nó bú sữa mẹ như vậy, nó sẽ nhiễm nếu như mà mẹ nó bị đó. Cho nên là cái điều trị về sán đặc biệt là quan trọng. Còn thức ăn của trồn hôm nay thì đây là các cái món ăn khoái khẩu, đó là cá chê. Thì nói chung ở đây có những mắt lên rồi nước sôi làm sạch thôi chứ cũng không có mổ ra cho ăn cả như thế này. Thì nói chung là nó ăn được, còn gan còn ngạnh thì nó cũng sẽ ăn được hết. Đây thì mình có 2 cặp răng 5 khối. Đợt này thì trồn nó lên giống cũng khá nhiều, cũng đang cho khối và 2 con nhốt chung thì một con cầm gừ một con ăn. Đáng nhẽ ra thì khi mà cho ăn đấy là chúng ta phải tách ra đấy, con cái ra thì cái nguy cơ nó cắn lộn nhau nó không có. Nhưng còn như này nhiều khi nó sẽ giành ăn là nó sẽ cắn nhau. Đấy. Trong quá trình nuôi con trồn hương thì cái kỹ thuật nuôi rất là quan trọng. Đó. Mà còn thấy là những cái con trồn được nhảy á, cái
khả năng phối giống của nó như thế nào thì nó cũng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái quá trình chúng ta cho ăn. Đối với thuốc trị sán nha, thì bà con nên sử dụng kết hợp cả hai thứ là vừa uống vừa tiêm. Tiêm thì trong thời gian là từ 2 đến 3 tuần liên tục như vậy, chứ không phải là một lần mà hết đâu. Đó. Hiện nay nói chung là cái thuốc mà điều trị về sán, giun, ký sinh trùng thì nó cũng có khá nhiều. Đó. Chúng ta có thể là ra một thuốc thú y để chúng ta tìm hiểu, thì do là có rất nhiều các cái nhãn hàng khác nhau, thế cho nên là mỗi một cái nhãn hàng, mỗi một loại thuốc nó sẽ có cái công dụng thành phần thuốc khác nhau. Thế cho nên là ở đây thì Tuấn chỉ giới thiệu với bà con, tư vấn bà con về cái định kỳ một năm chúng ta phải tẩy giun sán cho nó như vậy, chứ không phải là chúng ta nuôi liên tục mà chúng ta không có cái kế hoạch tẩy giun sán cho nó. Đó. Mà một năm phải là 2 hoặc là 3 lần như vậy thì mới được. Đây thì nước chung này, cho nên là hai con nó dành ăn, con đực nó dành ăn. Đó. Xíu nữa cũng sẽ bắt nó ra. Đây thì Tuấn nuôi nói chung là nó con dài, thì mình cũng không có chú trọng cái vấn đề số ký. Khi mà bà con thấy nó ở cái mức độ vừa phải thì nhanh nhẹn hơn, ăn uống cái thứ là nó cũng dứt khoát hơn. Hai con giành lộn nhau. Nói chung là trong cái quá trình nuôi con chuẩn hương, hoặc là chúng ta đang tìm hiểu về nuôi con chuẩn hương đó, thì bà con có những thắc mắc gì thì bà con cứ điện thoại trực tiếp hoặc là trên Zalo nhé, thì vẫn sẽ tư vấn cũng chia sẻ những cái kinh nghiệm của bản thân. Nói chung là trong quá trình nuôi thì cũng còn phải học hỏi rất là nhiều, thì mình sẽ nắm được đến đâu thì sẽ hướng dẫn cho bà con đến đó. Thì mong sao là bà con khởi nghiệp nuôi con chuẩn hương nó thành công. Đấy là một trong những cái mà cảm thấy rất là vui, bởi vì chúng ta thấy là cái giá trị của con chuẩn hương này nó đem lại cũng khá là tốt. Thế mà nhiều khi có những bà con coi như là chuồng trại trước này chúng ta nuôi gà này, nuôi heo, nuôi bò, nuôi dê, chúng ta để trống như vậy mà chúng ta không tận dụng nuôi cái con chuẩn hương này thì cũng rất là lãng phí. Đặc biệt là con chuẩn hương này thì nó ăn tạp, cho nên là các loại cá rồi trái cây cũng có, nó rẻ, chúng ta có thể tận dụng con chuẩn hương này rất là tốt. Thì video này xin được kết thúc ở đây nhé, hẹn gặp lại bà con trong các cái video sau.